Và đang còn tàng hình một trận đấu 3 sao quá hay đến từ Shin FC. Vâng, thân chú thu quần hay thật sự. Super Archer Titan Hitler bơm rồi. Vẫn đang còn cất dành hai em nữa. Chắc là bơm ở khu vực chính giữa đây. Còn giá đi về Electro. Bạn số 3 băm nhà bạn số 3 luôn. Một bình nhảy đã được triển khai ở đây. Trại lính có mặt này, King cũng vô này, VK đang vào này. Ice Golem mà sợ à? Nhà này gần mắc tường rồi. Tướng của Stephen là cứng. Cuồng nộ luôn bạn ạ. Được đấy. Ui dồi ôi, siêu công thành binh nhảy tường kìa. Còn một em nữa. Hai em cùng cắm vào một chỗ rồi. Vâng, siêu công thành binh ăn cái bật nhảy. Đèn à. Hơi đen rồi, hơi đen. Tiếp tục thêm cái binh nhảy nữa. Đáng ra bạn không xài nhảy ở đây đâu. Đặt bẫy khá tốt đến từ Sia. Đặt bẫy là khá tốt. Bốc tiếp đi bạn. Vẫn đang nỗ lực để bơm. Ô, không vào nhà chính à? Phải chạy vòng rồi. Nhà chính được cơ hội để đốt. Nhà chính đang có cơ hội để đốt. Đúng. Còn hai băng và một tàng hình. Sẽ như thế nào đây? Sẽ như thế nào cho sếp đây? Bạn ấy thả tường không thả phá tường mà không được. Thả nhảy cũng không xong. Bạn ấy không muốn thả nhảy ở đây một chút nào đâu. Rồi đã dồn cho anh em vào khu phía trong rồi. Này thì xúc này. Tàng hình bung ăn độc cho Queen. Như vậy là cố gắng lê lết được 8x không? Chào tất cả các sếp nhá. Bế luôn. Queen này. Ý sợ. 78%. Rồng điện nhân bản và tàng hình 3 phát. Hay đấy. Rồi, đã bốc một cây thổi gió rồi. Bình tĩnh mà muốn đâu sếp. Tiếp tục rồng điện vào. Thêm em rồng điện nữa. Ôi giời. Gông quần giáo thôi. Sếp gồng muộn thật đấy. Đi xuyên vào có bom đen nhưng mà hút vào đi. Bom bẫy thì bơi hết vào đây. Ui khó xoáy. Super minion luôn. Càng thế hả sếp? Nên nhớ là con quả nhà chính đấy. Rồi tới rồi. Ăn nhà chính đẹp rồi. Bốc tiếp giùm em cái nào. Rồi champion. Hay đấy. Bom đen. Còn gồng Queen mà còn gồng Royal Champion trong turn đánh này. Còn băng nữa. Băng đấy sẽ xử lý bằng em Queen và máy bắn đá.
Arc này là mắc gần hết dành cho Regress rồi. Còn tường thôi, sẽ phải pha bịt Queen thôi. Ô không bịt mày bắn đá à bạn. Ô còn gồng Royal Champion. Queen ơi, ốp và hỗ trợ Royal nhanh nào Queen. Bạn quyết định giao bánh sớm luôn. Tê tê. À chà, sường. Hít nữa. Hay quá. Một trận trận đấu 3 sao tốt cho bạn người chơi số 5 mở hàng rồi. Yeah. Ép chính cố lên. Không gồng Queen luôn. Xem quyết định không gồng Queen không. Ha ha ha. 3 sao mở hàng. Ngon. À Queen Jack Hawk. Super Hawk Rider. Ồ. Ô bạn đưa Blim và Zeti để ăn vào cái máy bắn đá và em Queen trong tình huống này. Bom. Úi giời. Tốt quá nhờ. Động dưỡng hay lắm. Thêm cuồng nộ. Ô oh, nó đốt Queen, nó đốt Queen hay lắm. Inferno. Inferno Dragon cố lên. Cái độc nó cầm lại, cái độc nó cầm chân em Inferno lại. Hay đấy. Và cũng rất là tỉnh đòn đến từ Jojo. Bạn ấy không hề gồng Queen, không hề nao núng một chút nào. Anh em có thể thông qua trận thi đấu này để gặp Inferno Dragon thì cứ quăng cái độc nó không đốt được đâu. Ôi xoài. Đầu tư quả đóng băng. Bơm luôn cuồng nộ cho Queen. Ấy. Queen cũng gồng luôn rồi kìa. Ôi tràn bầy hóc từ phía dưới góc 10 giờ đi lên. Em Queen tím đến nơi rồi đây này. Thả tàng hình cứu. Thả tàng hình để cứu. Được, bốc được quả pháo đầy đá ngon đấy. Nhưng mà hơi càng không. Inferno nhiều tia nó đốt sạch Hustler ở đây. Quản giáo không kịp bế. Hawk chạy vào thì còn phải bận đấm tường. Và như vậy là anh em lên món thôi, không ổn rồi. Lên món đi. Lên món thế nào các sếp ơi. Họ đi xa lắm rồi. Họ này đi xa lắm rồi. Còn tận hai cái Inferno nhiều tia kia Tesla nữa. Đứt. Đứt hết. Cũng 9x thôi. Trận này bạn cố gắng 9x thôi. 93 ăn được trụ quý giác nữa là 94. À, lại đây mà lụm được trụ quý giáp này là 94 này. Có Phượng Hoàng mà lo gì. Ok. Yêu. 94% dành cho Jojo. Giáp Titan không? Không, Titan Smart và có thần chú thu quân. Ok. Wizard này, Sneaky Goblin đang cắt phía dưới. Queen cũng đầu tư vào luôn. Để xem sẽ như thế nào đây. Thằng lằn phun độc vào bế em Queen nào. À, đứt Queen của đội bạn rồi đấy. Tiếp tục. Á à, chà. Nhiều xương trap phía dưới quá nhỉ. Bế hết đi bạn. Tốt. Đang khá là đều. Cái gì đấy? Thu quân xa thế cơ à? Vâng, không muốn cho bạn vào ăn khu vực nhà chính mà muốn cho bạn càn ở phía dưới. Hồi máu, cuồng nộ vào. Kinh đã bắt đầu chiếu chiếu ở dưới rồi đây. Như vậy là không có phá tường. Và nhảy cũng chưa thấy thả cơ.
Chà 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 chà. Inferno nhiều tia và Super Minion đang tấn công rất gắt vào Queen. Vâng, Hitler thì đi bơm cho Titan rồi. Có cuồng nộ trung tâm không sếp? Nhanh lên, chứ cái Inferno nhiều tia chưa bốc được kia kìa. Thế một bình nhảy nữa và sẽ thêm cuồng nộ ngay cả Inferno một tia. Rồi rồi, Inferno một tia bịt lại và cuồng nộ luôn đi sếp. Đúng rồi, vào tầm quất cái cho nó nuột nào. Hoặc không, Valkyrie ở trong đơn vị lính hội thành bắn tiếp khu vực nhà chính. Bơm hồi máu vẫn đang rất là nhiệt tình luôn. Đưa xương lại đỉnh nhiễu pháo đá và đang còn cả một bình tàng hình. Đội quân vừa mới ăn xong khu vực nhà chính đây. Sông pha đây nào. Tàng hình vẫn đang còn. Phía dưới đầu tư Baby với cả là Balloon vô. Rồi Champion vẫn đang ngon. Ui xời. Vâng, Queen, quản giáo, Royal, King còn. Và đang còn tàng hình một trận đấu 3 sao quá hay đến từ Xin FC. Vâng, thân chú thu quần hay thật sự. Ui giời. Ok, chào sếp Trường Giang nhá. Thần tài đến nó phải chứ 3 sao này nuột thật. Chấp gồng Royal Champion và một tàng hình không sử dụng. Càng quá càng luôn chứ bộ. Á chả Hawk nữa. Nhưng lần này đánh giáp Hawk. Chắc là tớ chỉ làm trận này thôi. Chưa đủ nghìn bông thì buồn lắm. Với cả là trận 2 anh em tầm 11 giờ các bạn toàn đi ngủ không à. Rồi bế được tháp thần chú cuồng nộ và Inferno nhiều tia. Zeti vào tầm quất đấy. Chào tất cả các sếp nhá. Cảm ơn sếp Bình An, cảm ơn sếp Nghệ An 37, cảm ơn sếp Tê Quy Trương đã tặng bông nhá. Mùa tiếp. Đúng rồi. Ice Golem có luôn. Siêu công thánh binh cũng đang mở lối. Và nhà bạn này đang tường của nhà chính 14 khá nhiều. Máy bắn đá cũng chưa nâng luôn. Tiếp tục một siêu công thành binh nữa, hút được hai bom đèn khá tốt. Ồ, dụ được nhiều cung thế. Vâng, Electro Titan chạy ra đi đường quyền cái các em Archer nằm hết. Queen sẽ phải bật gồng thôi, nhảy đã có. Ý chà. Titan vào sâu hơn phía trong nào. Ôi, bạn ấy muốn sử dụng em Queen gồng để ăn khu vực nhà chính ư? Khó tiếp cận lắm. Bảy hot đã được tràn vào khu vực phía dưới góc 6 giờ. Ô lê. Ôi. Queen đã hy sinh. Quản giáo bật gồng cho bảy hot chạy. Vâng, không còn spell gì nữa rồi. Bây giờ là vạn sự tùy duyên rồi. Đang chạy vào khu vực trung tâm phía trong và đang bị đốt. Heo đang bị quay. Vâng, heo gác bếp. Heo cháy tỏi. Heo ràng cháy cạnh. Vâng, bầy hót đang bị nướng. Đúng. Ôi trời ơi. Vâng, tối ngày hôm nay anh em ăn thịt heo hơi nhiều rồi. Ui, lại tạch sâu dành cho Regress. Căng rồi, căng rồi. Tưởng chấp nhà chính rồi. Tí nữa là chấp thật. Vâng, Tribe Gaming có vẻ căng lắm rồi. 3 lượt đánh bằng ép Trinh đánh 2 lượt. Nhòe nhòe luôn. Không ổn rồi. Có khi nào Tribe Gaming đứt không? Căng. Queen Jack Hawk có thân chú thu quân. Để xem nào. FC đánh một sao chấp đi á. Chấp vậy càng đó. Xe phóng lửa có. Đi Queen à. Trận này mà 3 sao nữa thì nguyên chặt luôn.
Dắt Queen vào góc hướng 9 giờ và bế em Queen với cả là máy bắn đá đây. Nhà này cũng khá cứng cho Jojo đấy chứ bộ. Xe phóng lửa đang tập kích khu vực nhà chính. Bắt cái kho vàng không quay xe vào trong em. Không quay xe vào trong à. Ô phải dắt Queen hơi sai sai không ta. Đúng rồi, thu quân chạy nhanh lên ạ. Mất một Hitler rồi. Bậy thật. Đáng ra nhiệm vụ của em Queen nó sẽ phải vào ăn cái máy bắn đá. Mà ca này thì sai sai rồi. Úi xời. Ô. Ô bom đen dành cho Queen. Mất hai cháu rồi, không hạ được máy bắn đá. Rối quá, rối đến từ xia. Ô đừng có chấp nhà chính bạn ơi. Oh man. Tốn quá nhiều đồ chơi trong pha bắt máy bắn đá vừa rồi. Kinh đã ủi được cái đại bàng. Càng bơm cuồng nổ dốc sức vào chơi luôn, một thêm pha phá tường nữa. Cố gắng vào để ăn nhà chính hay sao mà bạn dồn ác thế. Bạn dồn em Queen căng thật chứ. Tiếp tục tàng hình cho Queen. Lại thêm một quả bóng đèn nữa. Bắt tiếp. Bật ngồng Queen để ăn quả Inferno nhiều tia. Ô con nhà chính đây, băng nhà chính ít bầu. Bằng thế cơ à? À nổ vát sổi dao bánh trước chắc ăn không kịp để ba sao rồi. Rồi ổ tím lịm thế này, bom nữa kìa. Úi Phượng Hoàng đang bị quấn rồi. 95% cho sếp. Oh no, có một sếp rông điện. Vâng, có 4 bình tàng hình. Super Minion hay sao? Rocky Balloon. Chạy thẳng một mạch luôn. Vâng, đúng là Super Minion thật. Độ này nhiều anh em chơi combo này ta. Bộc tiếp quả Inferno nhiều tia. Rồi nó còn vào nó làm luôn cái trụ Wizard không? Vẫn đang cất giành lại một bình tàng hình. Rồi zone rồng với cả là Bloon lên trên hướng góc 10 giờ. Xúc hết bạn. Nên nhớ là còn cái nhà chính đó bạn ơi. Royal Champion đã bay. Rồng quạt trả tiếp. Phải đóng băng lại cụm nhà chính đã. Pháo đá thì sao? Wow, một rừng bom bẫy. Và rồng của chúng ta đã nằm rồi. Oh no. Kinh còn chưa mất gồng. Royal Champion cũng vậy. Vẫn đang rất nỗ lực thi đấu đến từ Nipreg. Cảm ơn sếp Minh Khang 10 bông nhá. Cảm ơn sếp Nguyễn Mạnh luôn nhá. Cảm ơn sếp Trung Hạnh nhá. À không dứt được. À rồi dứt được cái hội thành rồi. Còn King và Royal Champion. Làm sao mà bế được 3 sao trong trận này được. Tê tê. À Royal Champion giờ mới vô à. Xúc nốt bạn.
Mày vẫn đang, mày vẫn đang. Ui dồi ui, vẫn đang chần chờ một chút xíu, vẫn chưa giao ánh luôn. Sếp này nhây thật sự chứ. Mười tám giây. Rất nỗ lực đến từ Nibrank, rất nỗ lực. Vâng, sẽ được đền đáp. Quá hay. Ơ chưa. Quyền Jack Hawk trong thánh này. Để cái kho lại giữ khách. Tôi không thấy, tôi đang mừng chứ. Ôi trời ơi. Để xem nào. Bốc được em Queen không? Không bốc được Queen. Blim mà không ăn được Queen. Ôi rồi, vừa lướt qua thì 99 là. Cảm ơn sếp ACF Phú Thọ hai bông nhá. Cảm ơn các sếp. Ui giời. Bơm cuồng nộ cho Queen này, cẩn thận đấy. Vâng, hẹo Queen bao giờ không hay đấy. Rồi, có bơm cuồng nộ như thế này là tích cực lắm rồi. Bế nó đi bạn. Để xem có chấp kinh không này. Mọc. Balloon đi thăm dò. Cẩn thận phết. Trận này hỏng chấp kinh á. Ghê thật, trận trước bạn đánh la lô mà trận này đánh hót. Cuồng nộ cho Queen. Đúng rồi. Mất gồng Queen. Mất quả lãng xẹt thật. Quả tự dưng vào cuồng nộ với hết Hunter muộn. Mất cái gồng Queen mới đào. Bom bẫy quá hay đến từ Corona. Hoàng heo quay thì vỡ mồm. Thôi thôi, tràn họ vào khu vực nhà chính ăn chắc 2 sao thôi. Ôi dồi ôi, rồi, bom rồi, xoáy. Thôi, nhoẹt. Trận này chỉ mong 2 sao thôi. Trận này em chỉ mong đàn họ em sống để ăn 2 sao thôi. Bởi ác thật. Corona thật vậy hay. Toàn bộ Whistler nằm hết luôn. Ảo thật sự. Rồi vẫn bốc được 2 sao là tốt rồi. Ôi. Cảm ơn sếp Phong đã tặng bông. Cảm ơn sếp Sanka tặng bông nhá. Trận này hài thật. Siêu hài luôn. Các ông ngồi đấy mà chấp kinh này. Tí thì còn cái nịt luôn. Heo nấu rượu mận rồi. Đàn bậy hay thật. Vâng, vừa nhìn thấy một loạt bom lại tiếp thêm một 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 bầy bom nữa. Mày vẫn 73% là tốt rồi. Queen Jack Hawk. Hitler lại đi bơm cho Hawk. Vui. Rồi rồi, một rừng ai chờ kìa. Hitler có hẹo em nào không? Không hẹo em nào phải. Hai ông thần đánh nhau. Để xem. À đây là Queen Jack Hybrid chứ. Cẩn thận lắm, làm một em balloon vào thăm dò. Ấy, có bom đen. Bây giờ thì Queen cứ vậy là vô thôi. Chắc là cũng không cắm all in vậy nữa đâu. Bơm cuồng nộ rồi. Sneaky Goblin đang vô. Queen Queen bị em wish quay lại mất thời gian phết.
tiếp tục thêm cái cuồng nộ nữa. Đại bàng đã được kích hoạt sau pha thả spell vừa rồi. Miner với Hawk cũng vô thôi. King đang cắt góc cùng với cả là trại lính. Độc dược cho Queen, thêm hồi máu rồi kìa. Gồng đi nào sếp. Vẫn chưa gồng Queen luôn. Càng vậy. Quản giáo bật gồng ạ. Em Queen vẫn đang còn khỏe và bơm tiếp bình cuồng nộ nữa. Ấy. Còn băng. Còn băng, còn băng. Khả năng trận này 3 sao dành cho sếp rồi. Đúng và đồng băng Inferno nhiều tia hay. Dưới này còn có đúng một cây nữa thôi. 30 mấy giây có lẽ là ổn hết, thoải mái. Rồi, rồi, rồi. Ô, Inferno nhiều tiêu mà mình ta chấp hết à? Nhưng Queen không cho bạn đâu. Em Queen sẽ vào hỗ trợ để bốc bạn thôi. Rồi, rồi, tới luôn ạ. Vâng, một mình ta chấp hết. Rồi, Queen cũng bảo một mình ta cũng chấp hết. Vào súc. Ô, ô, 99, ô, 99 không? 99 tiếp tập 2 dành cho Time Gaming. Trận này mang tính chất thủ tục thôi. Và đây là John đánh Queen Jack Hawk. Super Hawk Rider luôn, cảm ơn sếp Toàn đã tặng bông tiếp nhá. Ơi giời ơi. Đánh mà đã 99, vâng, đã từ chối thế này thì khó thắng lắm. Ơi. 99 đúng đen luôn. Vâng, không kịp đủ 1000 bông thì nốt trận này thôi. Cười nội thường. Có thần chú thu quân nè. Ơ rồi, sang bên đại bàng rồi đấy. Tớ nghĩ Queen sẽ được vào chỗ đại bàng thôi. Á, vào ăn nhà chính. Ok ok. À đây, vào đây. Pha nhảy ở đây cho Queen à. Cuồng nộ nữa nào. Cuồng nộ cho Queen phát nào sếp ơi. Địch bầu mặt đất sẽ chuẩn bị tầm quất em Queen đây. Game không dễ đâu. 8 hình cho Queen. Đúng rồi. Vâng, đã phải gồng Queen ngay trong những tình huống đầu rồi. Căng. Bơm tiếp cuồng nộ cho em Queen. Tốt. Dưới này quản giáo cũng đã bật gồng luôn. Bầy Hawk vẫn đang tràn vào. Ice Golem thủ nhà đang nhây nhây. Queen ơi cố lên. Kịp không, kịp không? Còn 2 bằng lận. Bịt pháo đầy đá là ưu tiên số 1. Đúng. Thanh niên khỏe nhất đã bị bịt lại rồi. Vâng, tiếp tục và bịt nữa. Họ vẫn đang cố gắng vào. Rồi champion đã giao bánh. Ui giời. Nét như Sony rồi. 20 giây. 3 công trình này nữa thôi. À, 13 giây. Vâng, 99 tập 3 hả? Thôi 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 thôi, 99 tập 3 nữa thì đau đầu đấy. 3 6 5 4 3 hả? Ôi giời ơi, đã hay lại còn gặp mày.
Chiến thắng tuyệt đối dành cho em Trinh number one. Quá là nỗ lực luôn. Giày cuối cùng bạn ạ. Hay.